Hân hạnh gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân Dân Khéo do Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre và Ban Dân Dân tỉnh ủy phối hợp thực hiện. Ban biên tập xin kính chúc quý vị đón năm mới Quý Mão 2023 thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và toàn xã hội. Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành kế hoạch số 92 thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Qua triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ đảng viên về tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính trong Đảng được nâng lên, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu, ban hành văn bản, đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng được triển khai, thực hiện bảo đảm chặt chẽ, khả thi, đúng quy định. Kế hoạch số 92 ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bến Tre về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025 được các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt một số kết quả, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị địa phương. Các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai và áp dụng thí điểm bộ thủ tục hành chính trong các cơ quan đảng được ban hành tạm thời với 70 quy trình và 79 biểu mẫu theo kế hoạch số 92 của tỉnh ủy. Việc nghiên cứu đề xuất quy trình thủ tục hành chính mới, Ban Nhân dân tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội nghiên cứu đề xuất bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách. Trong đó, Ban Nhân dân tỉnh ủy thực hiện 4 quy trình, 5 biểu mẫu. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, 10 bộ thủ tục, 41 quy trình. Hiện đang rà soát hoàn chỉnh để trình Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị thường xuyên cập nhật rà soát các văn bản để bổ sung các quy trình thủ tục hành chính có liên quan đến chức năng nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị, làm cơ sở triển khai thực hiện. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan đơn vị đã ban hành đầy đủ các quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm quyền hạn của các cơ quan đơn vị, phân công cán bộ thực hiện các thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ được giao. Các cơ quan đơn vị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo điều hành của cấp ủy, xem việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng là một khâu quan trọng để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong đảng. Có thể nói, cải cách thủ tục hành chính trong đảng là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục nhằm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, lề lối làm việc của cấp ủy cơ quan đảng từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, kỷ cương, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền và xã hội, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên trong hệ thống tổ chức của đảng. Với những nhiệm vụ giải pháp đề ra, tin rằng công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, công tác dân vận chính quyền cũng là nhiệm vụ trọng tâm của đảng nhằm vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thời gian qua, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã thực hiện nhiều hoạt động, qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, cần được tuyên truyền nhân rộng. Một trong những đơn vị điển hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính là chi bộ Tòa án Nhân dân thành phố Bến Tre. Với mục tiêu xây dựng nền tư pháp độc lập, chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành sứ mệnh được đảng và nhân dân giao, chi bộ Tòa án Nhân dân thành phố Bến Tre đã xây dựng mô hình dân vận khéo, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính tư pháp. Chi bộ Tòa án thành phố Bến Tre để xây dựng kế hoạch để thực hiện về cái mô hình dân vận khéo là nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án Nhân dân thành phố Bến Tre. Thì qua đó để nhằm xây dựng hình ảnh của người cán bộ tòa án là thân thiện, gần gũi với nhân dân, là tạo niềm tin cho nhân dân khi đến liên hệ
thực hiện là các cái thủ tục hành chính tại tòa án thành phố Bến Tre. Qua triển khai thực hiện, một trong những kết quả nổi bật của mô hình dân vận khéo là cập nhật bổ sung đầy đủ vào tủ sách pháp luật, báo, tạp chí Tòa án Nhân dân, đặt tại phòng tiếp dân để đáp ứng nhu cầu người dân khi đến liên hệ công tác, cũng như đáp ứng nhu cầu cho cán bộ công chức tra cứu luật. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã thực hiện công khai toàn bộ thủ tục hành chính tư pháp trên tất cả các lĩnh vực như hình sự, thi hành án hình sự, xóa án tích, tạm quản thi hành án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động, áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án để các cá nhân và tổ chức thuận tiện trong việc tiếp cận những vấn đề về tố tụng tại tòa án. Khi đến phòng tiếp dân, người dân được cán bộ hướng dẫn đầy đủ trình tự thủ tục theo đúng mẫu quy định của pháp luật. Ngoài ra, tại đây còn được trang bị một máy vi tính và máy in có kết nối với mạng Internet để người dân có thể tiếp cận và sử dụng InfoWord trên máy vi tính, đồng thời được cán bộ tiếp dân hướng dẫn sử dụng khi đương sự có nhu cầu. Khi mà tôi đến tòa án nhân dân thành phố Bến Tre thì làm các thủ tục hành chính thì được các thẩm phán hướng dẫn rất là tận tình. Cho nên là cái việc mà tôi đi lại để làm các thủ tục một cách rất là nhanh chóng. Cho nên là rất là hài lòng về thẩm phán ở đây. Cô thì rất hài lòng cái thái độ tiếp dân của cán bộ ở đơn vị này. Cái mong muốn của cô là các cái cán bộ tiếp dân thì mình nên có một cái thống nhất, tức là khi mà bất kỳ người dân nay đến gặp cán bộ này, mai đến gặp cán bộ khác, thì mình nên thống nhất với nhau về cái hướng dẫn một chút, để nay anh đến anh chưa hoàn chỉnh thì ngày mai cán bộ khác người ta vẫn hướng dẫn anh như vậy, thì để cho người dân người ta đỡ phải phiền hà. Khi mà đi ra gặp với cán bộ tiếp dân ở đây thì tôi thấy là ở đây thì cán bộ người ta hướng dẫn rất là cặn kẽ, tức là tranh chấp quyền sử dụng đất thì người ta yêu cầu tôi phải hòa giải tại địa phương và yêu cầu là tôi phải nộp những giấy tờ gì. Có những cái vấn đề mình thắc mắc thế này kia là chị ở đây cán bộ tiếp dân thì ở đây hướng dẫn rất là kỹ. Tòa án Nhân dân thành phố Bến Tre cũng đã thực hiện việc lấy ý kiến của công dân thông qua phiếu thăm dò ý kiến ở các mức độ rất hài lòng, chưa hài lòng và ý kiến khác, để biểu dương những cán bộ có phiếu đánh giá của công dân rất hài lòng cao nhất. Thông qua việc lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân đến liên hệ công việc, chính là thước đo đánh giá nền tư pháp văn minh của đơn vị. Hàng tuần, Tổ Hành chính Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra thùng phiếu đánh giá chất lượng tiếp công dân của cán bộ công chức. Tại cuộc họp đầu tuần và hàng tháng của đơn vị, lãnh đạo yêu cầu báo cáo cụ thể số phiếu tiếp công dân trong tháng và thường xuyên vận động nhắc nhở các đồng chí thực hiện công tác tiếp dân cần cố gắng hơn trong công tác này. Cái kết quả đạt được của đơn vị trong năm qua thì đạt được cái số lượng rất là cao, với 1.256 lượt phiếu tiếp dân, và tất cả đều đạt là phiếu, là kết quả là rất hài lòng và hài lòng của người dân. Từ cái kết quả này thì dẫn đến cái chất lượng mà nhận đơn hồ sơ khởi kiện của người dân tại tòa thì được nâng lên. Công tác thụ lý án để giải quyết cái hồ sơ thì được nhanh chóng và đầy đủ, đảm bảo cho người dân là không phải đi lại nhiều lần, vì được là cán bộ tiếp dân là hướng dẫn tận tình và đầy đủ thủ tục. Trong năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Bến Tre đã tiếp hơn 1.000 lượt công dân đến thực hiện việc khởi kiện, khiếu nại và tố cáo. Trong đó tiếp nhận 51 đơn khiếu nại và 1 đơn tố cáo. Các đơn khiếu nại tố cáo chủ yếu là trong lĩnh vực tố tụng, kết quả giải quyết đạt 100%. Không có trường hợp khiếu nại về thái độ tiếp công dân của cán bộ tòa án. Đơn vị sẽ tiếp tục phát huy nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Với vai trò của chi bộ thì cần phải xác định là phải tiếp tục duy trì và nâng chất cái mô hình dân vận khéo, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính tư pháp. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thì với cái phương châm, với việc là chúng ta chưa thực hiện thì phải thực hiện, và đã thực hiện thì phải thực hiện cho tốt.
và đã thực hiện tốt rồi thì phải tiếp tục thực hiện tốt hơn, tăng cường cái công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào cái việc thực hiện các thủ tục cải cách hành chính để đảm bảo là kịp thời, chính xác, phục vụ tốt cho người dân. Và một cái giải pháp nữa đó là chúng ta cần đưa cái tiêu chí thực hiện cải cách thủ tục hành chính này vào là một trong những cái tiêu chí thi đua của đơn vị. Bên cạnh mô hình dân vận khéo của chi bộ Tòa án Nhân dân thành phố Bến Tre, mô hình thực hiện quy chế dân chủ tạo sự đồng thuận trong xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú cũng là một điểm sáng trong công tác dân vận chính quyền. Để thực hiện mô hình, Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai trong các ngành đoàn thể xã ấp cùng tham gia vận động đoàn viên hội viên gương mẫu thực hiện và vận động hộ dân hưởng ứng tham gia, tiến hành khảo sát và tuyên truyền vận động người dân hiến đất, mở rộng mặt bằng, xây dựng nhiều công trình giao thông theo quy hoạch chuẩn nông thôn mới. Tiêu biểu như tuyên truyền vận động xây dựng thành công tuyến đường DX01, phối hợp vận động nhân dân mở rộng mặt bằng, xây dựng tuyến đường DX03, tham gia tốt việc vận động thu hồi đất thực hiện tuyến lộ Bắc Nam đi qua các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú theo chỉ tiêu liên thông của tỉnh. Đồng thời, vận động nhân dân sửa chữa, đóng góp kinh phí xây dựng 4 tuyến đường thuộc các tổ nhân dân tự quản, tổng chiều dài 2.000m, tổng kinh phí 324 triệu đồng. Trong đó, nhà hảo tâm hỗ trợ 85 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp. Có thể nói, các công trình giao thông khi triển khai xây dựng trên cơ sở đề nghị của ấp, Ủy ban Nhân xã ra quyết định thành lập tổ quản lý, giám sát công trình để theo dõi, vận động vốn đối ứng và chi phí xây dựng. Tổ tự giải tán khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhìn chung năm 2022, các công trình đều thực hiện đạt kết quả cao. Ủy ban Dân xã đang tiếp tục vận động nguồn tài trợ để xây dựng thêm 3 tuyến đường ngõ xóm còn lầy lội vào mùa mưa đang triển khai thực hiện. Về kinh nghiệm trong cái quá trình triển khai thực hiện của mô hình thì cái tổ vận động sẽ công khai cái quy hoạch sử dụng đất và cái quy hoạch giao thông trên địa bàn để cho người dân biết rõ là cái tuyến đường đó đã xây dựng đã đi ngang cái trước cửa hoặc là đất của mình. Tham mưu cho đảng ủy chúng ta họp để chọn các cái tuyến đường ưu tiên, rồi họp dân để xin chủ trương, người dân coi đồng thuận các tuyến đường, thì xem coi bây giờ trên địa bàn sẽ tiếp tục đầu tư các tuyến đó thì tuyến nào là dân đồng tình là 100%, để phân loại ra khi có vốn của tỉnh huyện về thì sẽ đưa bóc ra những tuyến mà dân đạt 100% để là chúng ta khảo sát thiết kế để triển khai. Tiếp theo thì chúng ta phải tiếp tục họp dân một lần nữa để công khai cái phương án thiết kế cho hộ dân. Qua đó thì mình cũng nêu rõ là cái hộ dân phải là đối ứng đất, cây, hoa màu, vật kiến trúc, số tiền là bao nhiêu để đối ứng với cái vốn để xây dựng. Đây là tuyến đường DX03, còn gọi là tuyến đường cây mắm, thuộc ấp An Thạnh, hiện đang khởi công xây dựng, dài 3,6 km, rộng 4m, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Để công trình thực hiện đúng tiến độ đề ra, Ủy ban Nhân dân xã tập trung quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Những ngày cuối năm, công việc thi công càng khẩn trương hơn, còn người dân hai bên tuyến đường thì vô cùng phấn khởi vì ước mơ sắp trở thành hiện thực. Hôm nay thì bà con rất phấn khởi vấn đề mà xong dự án mà triển khai, rồi thực hiện nhiều cái bước, họp dân rồi mình đưa ra những cái mình bàn. Những cái tuyến đường đặc dụng được hợp nhà nước đền bù thỏa đáng mà dân thì rất đồng tình. Còn thứ hai nữa là vấn đề mà các cái tuyến đường mà cái bà con mà để hỗ trợ hiến đất qua màu các cái đó không đền bù đó, thì mình nói chung thì mình tuyên truyền vận động nhiều hình thức rồi bà con rất đồng tình, nói phải rằng là bà con đồng tình chúng ta làm thì nó thuận tiện không có vấn đề gì khó khăn, nhưng mà nó quan trọng nhất là mở được các tuyến đường thì phát triển kinh tế của địa phương nó được vươn lên. Ở xã cũng có họp hội dân là cũng như dân cũng đồng tình làm cái tuyến đường này, vì tuyến đường này nó quá hư, nó quá xấu. Tôi rất vui, tôi rất phấn khởi là con đường này đã làm đến 2023 thì xong, thì đó là tôi rất mừng.
Mô hình dân vận khéo thực hiện quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã An Thạnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, được nhân dân đồng thuận cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Phần lớn nhân dân có nhận thức cao trong việc đóng góp sửa chữa tuyến lộ, nên công tác vận động được nhân dân hưởng ứng tích cực. Mô hình thực hiện đạt theo yêu cầu nội dung kế hoạch đề ra, được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhân dân đồng tình thực hiện. Tiếp tục cái nhân động cái mô hình thì ở ủy ban xã cũng có định hướng là các cái giải pháp tiếp tục cái tuyên truyền cái việc mà công khai khai cái quy hoạch là giao thông trên địa bàn, để còn lại các cái tiếng là còn lại đó, để hậu dân ta cũng chuẩn bị để là chuẩn bị tinh thần trước, để khi mà có họp triển khai chủ trương thực hiện thì nó dễ dàng thuận lợi hơn trong quá trình mà chúng ta vận động. Trong cái quá trình mà triển khai công trình đó, thì tổ sẽ kết hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để thường xuyên rồi là phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong cái quá trình mà thực hiện. Giải pháp cuối cùng thì các cái tuyến đường mà đã thi công xong đó thì tổ sẽ có cái báo cáo và cái sơ kết và rút kinh nghiệm, những cái rút ra những cái kinh nghiệm mới trong cái quá trình mà thi công mà thực hiện nó đã xảy ra mà chúng ta đã vận động đạt được, để có cái hướng triển khai cái thực hiện cái các công trình mà còn lại trong năm 2023 cũng như là cái định hướng các cái năm tiếp theo. Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền, công tác dân vận chính quyền các cấp trong tỉnh Bến Tre thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực. Đặc biệt, sau khi Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành chỉ thị số 08 về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức và phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác dân vận chính quyền, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục dân vận khéo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nhân dịp đón mừng Xuân Quý Mão năm 2023, những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.